Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thành phố Đại Liên dự diễn đàn kinh tế thế giới. Trưa ngày 24 tháng 6, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Chu Thủy Tử, có Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh cận quốc vệ, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Phó thị trưởng thành phố Đại Liên Lãnh Tuyết Phong, về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai và cán bộ nhân viên đại sứ quán. Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị WEF Đại Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại các phiên của hội nghị cùng nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab chủ trì phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF, chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời có những cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp WEF trong khuôn khổ hội nghị. Đối với hoạt động song phương với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, làm việc với một số tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc và gặp gỡ cán bộ, nhân viên của cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và WEF. Hội nghị các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF với chủ đề Những chân trời tăng trưởng mới sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 6 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hội nghị có quy mô lớn thứ hai sau hội nghị WEF Davos với sự tham gia của 1.600 đại biểu được tổ chức với tinh thần là nơi hội tụ kiến tạo những ý tưởng mới. Thủ tướng lên đường dự hội nghị của WEF và làm việc tại Trung Quốc. Sáng ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6, nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Klaus Schwab, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến 27 tháng 6. 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6 chuyên cơ trở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn rời sân bay nội bài Hà Nội lên đường dự hội nghị WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc. Tháp Tổng Thủ tướng Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, ngoài ra, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương cùng tham gia chuyến công tác Hội nghị các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF với chủ đề Những chân trời tăng trưởng mới sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 6 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hội nghị có quy mô lớn thứ hai sau hội nghị WEF Davos với sự tham gia của 1.600 đại biểu được tổ chức với tinh thần là nơi hội tụ kiến tạo những ý tưởng mới, các lĩnh vực mới, các mô hình tiên phong, sáng tạo sẽ định hình các ngành kinh tế trong tương lai. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình, hội nghị là dịp để Việt Nam nắm bắt và đóng góp tiếng nói trong những vấn đề và xu thế mới, nội hàm mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới, trao đổi về tư duy phát triển, quản trị ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Hội nghị là cơ hội để quảng bá thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về Việt Nam, năng động, đổi mới là điểm đến hấp dẫn cho tập đoàn toàn cầu. Hội nghị cũng là dịp để Việt Nam tăng cường trao đổi, thúc đẩy quan hệ với các nước và đối tác, tổ chức quốc tế, khẳng định vai trò và vị thế của nước ta đối với cộng đồng quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. WEF Davos 2024. Theo lời mời của nhà sáng lập kiêm chủ tịch WEF Klaus Schwab, hội nghị WEF Davos 2024 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2024 với chủ đề Tái thiết lòng tin. Việt Nam là một trong 9 đối tác được WEF đề xuất phối hợp tổ chức đối thoại chiến lược quốc gia với WEF và Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong 8 lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với WEF. Sau hơn 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Quan hệ Việt Nam Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc tháng 10 năm 2022, đến tháng 12 năm 2023 trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nước đã ra tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và ký kết 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Năm 2024, các hoạt động trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp của Việt Nam Trung Quốc tiếp tục diễn ra sôi động theo nhiều hình thức linh hoạt cả trên kênh đảng, nhà nước và giao lưu nhân dân. Thủ tướng dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và làm việc tại Trung Quốc Sáng ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24 đến 27 tháng 6. WEF là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công tư, được giáo sư Klaus Schwab thành lập năm 1971, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. WEF có khoảng 700 đối tác là lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khác nhau. Sự kiện quan trọng nhất của WEF là hội nghị thường niên được tổ chức vào tháng 1 hàng năm tại Davos, Thụy Sĩ. Bên cạnh đó là các diễn đàn khu vực, hội nghị WEF Thiên Tân hoặc Đại Liên Trung Quốc, hội nghị WEF ASEAN. Các sự kiện của WEF thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, văn hóa, xã hội, nghiên cứu học thuật hàng đầu trên thế giới để định hình các chương trình nghị sự ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Từ khi Việt Nam và WEF thiết lập quan hệ năm 1989, hợp tác giữa Việt Nam và WEF được lãnh đạo hai bên quan tâm thúc đẩy phát triển trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần tham dự hội nghị thường niên VKFES. Lãnh đạo hai bên cũng đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao, đặc biệt giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhà lãnh đạo kiêm chủ tịch điều hành VKFES Klaus Schwab với Trung Quốc. Hơn 70 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18 tháng 1 năm 1950, quan hệ Việt Nam Trung Quốc duy trì đà phát triển với dòng chảy chính là hữu nghị và hợp tác hai nước đã xác lập khuôn khổ quan hệ Việt Nam Trung Quốc là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc thời gian qua đã phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Hai nước đã ra tuyên bố chung với 5 nội dung chính về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, trong đó đáng chú ý, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc